Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2023. Trong bản tin, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Hội thi Liên đội trưởng Chính trị viên Liên đội Đặc công Toàn quân năm 2023. Xác minh xử lý nhóm nam sinh đánh bạn tại trường học. Mang Trung thu yêu thương đến các bệnh nhi. Iran sẵn sàng trở lại thỏa thuận hạt nhân. Hàn Mỹ tập trận hải quân chung. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại Lữ đoàn Đặc công 198, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công đã tổ chức hội thi Liên đội trưởng, Chính trị viên Liên đội và các chức danh tương đương Đặc công Toàn quân năm 2023. Tham gia hội thi có 66 thí sinh là Liên đội trưởng, Chính trị viên Liên đội và các chức danh tương đương thuộc 15 đơn vị Đặc công Toàn quân. Nội dung thi tập trung vào 4 mảng quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó bao gồm các nội dung như soạn thảo văn kiện trong diễn tập chiến đấu, thông qua giáo án huấn luyện, thi điều lệnh đội ngũ, báo cáo kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong chiến đấu, giao nhiệm vụ huấn luyện, thi nhận thức điều lệnh, nhận thức công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần kỹ thuật, bắn súng K54, tháo lắp súng, thi chạy, vân vân. Hội thi là dịp đánh giá toàn diện thực chất về phẩm chất chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực công tác, kiến thức chuyên môn của đội ngũ liên đội trưởng, chính trị viên liên đội và các chức danh tương đương Đặc công Toàn quân. Qua đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội đặc công trong tình hình mới. Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 30 tháng 9. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Công an huyện Chư Mờ Ga đã phối hợp với trường Trung học phổ thông Lê Hữu Trác tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự. Mô hình tự quản về an ninh trật tự trường Trung học phổ thông Lê Hữu Trác có 11 thành viên với 3 tổ tự quản gồm tổ công đoàn, tổ đoàn viên thanh niên và tổ tự vệ bảo vệ. Đây là trường học thứ 2 ở huyện Chư Mờ Ga triển khai xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự. Mô hình ra đời nhằm giữ gìn an ninh trật tự tại trường học, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền vận động các cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nội quy của nhà trường, chủ động phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Madrak đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt mục đích, yêu cầu, phạm vi đối tượng áp dụng tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, quy trình, tiến độ, phương pháp và phân loại rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Thông qua lớp tập huấn nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023, đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, giúp các cấp chính quyền triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế xã hội khác. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, huyện Cà Rông Bách báo cáo vụ việc một nhóm học sinh đánh bạn trong trường. Trước đó, chiều tối 24 tháng 9, trên một tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, huyện Cà Rông Bách. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ bình luận. Phần lớn các ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc trước hành vi đánh người của nhóm học sinh cấp 3. Công an huyện Rông Bách đã đến trường xác minh vụ việc để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dân số huyện Rông Bách có hơn 195.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 37% dân số. Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, thời gian qua, huyện đã tập trung đầu tư, lồng ghép nhiều nguồn vốn từ các chương trình dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu, phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân. Tại xã Eyong, huyện Cà Rông Bách, với quyết tâm mỗi năm giảm ít nhất 1% hộ nghèo, địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là tạo điều kiện cho người dân được vay vốn phát triển sản xuất, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Việc hướng dẫn tập huấn về khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho người dân cũng được chú trọng, nhờ đó nhiều gia đình đã có thu nhập ổn định. Phát triển kinh tế đa canh đa con từ ban đầu chăn nuôi đến trồng trọt, hiện tại là phương châm
nhà nước và nhân dân cùng làm xây dựng cơ sở hạ tầng trong buôn làng nhằm phát triển kinh tế mọi người dân từ thoát khỏi nghèo đói dẫn đến giàu sang sang năm tương lai mai sau để cho con cái được hưởng lợi phúc lợi cho nhà nước quan tâm cho nhân dân để giảm được hộ nghèo và phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua thì có nhiều cái kế hoạch và áp dụng các cái chính sách của Đảng nhà nước thì ví dụ như vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để tạo mọi điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn này để phát triển kinh tế. Xã E Hưu, huyện Cà Rông Bách là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 80% dân số toàn xã. Trước đây, đời sống của người dân trên địa bàn xã chủ yếu dựa vào canh tác truyền thống nên thu nhập thấp. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, trong đó có việc hỗ trợ vốn, cây, con giống, người dân đã có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế. Từ tháng 8 năm 2023, được trạm khuyến nông huyện hỗ trợ 2 cặp dê giống, gia đình rất phấn khởi. Việc nuôi dê khá thuận lợi vì tận dụng được cỏ cây quanh nhà. Đặc biệt là gia đình đã được trạm khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật nuôi, nên dê phát triển và sinh trưởng tốt, không bị bệnh. Để thúc đẩy kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày một phát triển, huyện Cà Rông Bách đã và đang triển khai thực hiện 10 dự án với tổng kinh phí trên 29,4 tỷ đồng như dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn phát triển giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Nhờ những dự án này mà đời sống của người dân đã được nâng lên một bước. Chúng tôi cũng đã tập trung có cái lãnh đạo chỉ đạo và định hướng để mà nó có trọng tâm trọng điểm trong thời gian tới nó đạt hiệu quả tốt hơn. Ví dụ như đối với những cái vùng có cái điều kiện mà đất đai thổ nhưỡng và cây trồng nó phù hợp, nó đảm bảo nó cái yếu tố tốt thì huyện cũng tập trung xây dựng các nghị quyết để mà phát triển cái nông nghiệp bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể là nâng cái giá trị của các cái loại cây trồng như cà phê, như là sầu riêng, rồi như vải, như lúa ở một cái số xã có điều kiện. Còn đối với những cái xã mà đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đất đai thì ít, khô cằn, không phù hợp những cái cây dài ngày, thì chúng tôi có cái định hướng xây dựng các cái mô hình, những cái đề án để giúp cho bà con cải tạo các vườn tạp, thay đổi cái tập quán mà canh tác để mà giúp cho bà con sau đó giảm nghèo. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của người dân, đến nay toàn huyện có 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới, huyện Cà Rông Bách sẽ tiếp tục phát huy, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần nâng cao đời sống, thay đổi diện mạo vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, một mùa Tết Trung thu lại đến, trẻ em đều mong ước được xem múa lân, rước đèn lồng, được phá cỗ. Tuy nhiên, những niềm vui tưởng chừng bình dị ấy lại là điều rất xa vời với các bệnh nhi. Với mong muốn em nhỏ nào cũng được đón Trung thu tràn ngập tình yêu thương, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Dù trên tay đang có kim tiêm, trên người phải gắn thêm nhiều thiết bị theo dõi, nhưng em Ngô Hoàng Anh ở xe hưu huyện Cà Rông Bách vẫn rất phấn khởi khi được tặng quà Trung thu. Con thấy rất vui khi được tặng quà Trung thu. Con cảm ơn mọi người. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có hơn 400 bệnh nhi đang điều trị nội trú, hàng ngày đang phải đối mặt với những cơn đau vì bệnh tật. Thấu hiểu những thiệt thòi của các em bệnh nhi, bệnh viện cùng các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình Trăng Hạnh Phúc để bệnh nhi được tận hưởng niềm vui liên hoan phá cỗ và nhận những món quà ý nghĩa đong đầy yêu thương. Những em mà nằm ở tại bệnh viện chúng tôi là những em bị bệnh rất nặng, bị nhiễm nghèo. Trong đó có một phần rất lớn là một số em bị ung thư máu, người ta phải vào điều trị liên tục năm này qua tháng nọ. Đó, cho nên người ta rất thiệt thòi về cái vấn đề và được vui cái không khí Trung thu cùng gia đình. Nên chính vì cái ý nghĩa cũng như chia sẻ một số cái phần nào cái khó khăn hỗ trợ cái tinh thần cho các bé, nên chúng tôi cũng đứng ra để kêu gọi cùng sự hỗ trợ của mạnh thường quân để làm có phải là phần nào cho các bé cảm thấy là yên tâm trong cái điều trị tại bệnh viện. Tiếng trống rộn ràng cùng những tiết mục múa lân, ca hát, những tiểu phẩm vui nhộn qua lời kể của chú Cuội, chị Hằng đã mang đến cho các em nhỏ những giờ phút vui tươi để tạm quên đi những đau đớn vì bệnh tật. Cảm thấy cháu nó vui bởi vì nằm miết không ăn cái gì hết, nghe nói Trung thu là bắt mẹ cọc đi, nhưng mà bây giờ ngồi được rồi, vui lắm. Trong dịp này, hơn 400 phần quà gồm đèn lồng, bánh kẹo, tiền mặt đã được trao đến tận tay các bạn nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.
91 em bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn cũng được trao từ 200.000 đến 500.000 đồng để góp phần san sẻ khó khăn trong cuộc sống cũng như quá trình điều trị. Cháu nằm viện 2 ngày, rồi xong rồi được xuất viện rồi được nhận quà Tết ung thư. Rồi xong rồi tất cả cảm ơn tất cả mạnh thường quân với lại bệnh viện đã hỗ trợ cho các cháu có Tết ung thư vui vẻ. Tết Trung Thu đang đến rất gần nhưng ở đâu đó vẫn có những bệnh nhi đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Những chương trình như Trang Hạnh Phúc tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên góp phần giúp những gương mặt bé thơ đang điều trị bệnh vẫn được hòa mình vào không khí Trung Thu đầy yêu thương.